tọa lạc tại quốc lộ 1A, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.300 anh hùng liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nghĩa trang có diện tích hơn 20.000 m2, có tường rào bao quanh kiên cố. Phía trước nghĩa trang là công viên được xây dựng khá đẹp. Trước kia, nghĩa trang còn rất hoang sơ, cỏ cây hoang dại mọc um tùm. Năm 2013, nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bình Minh được nâng cấp, xây dựng lên rất khang trang. Ngoài những liệt sĩ trong thị xã Bình Minh an nghỉ nơi đây, chúng ta còn biết thêm những anh hùng liệt sĩ ở các huyện lân cận như Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn và tỉnh Đồng Tháp cũng yên nghỉ nơi đây. Các bạn thân mến, dân tộc Việt Nam có lòng yêu nước vô bờ bến, từ già trẻ, gái trai sẵn sàng ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với quân và dân Bình Minh nói riêng cũng đã ngã xuống trên mảnh đất này không biết bao nhiêu là xương máu của sự nghiệp cách mạng. Ngày nay, khi đất nước độc lập, chúng em là những đội viên sau nghi đồng. Chúng em lúc nào cũng tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng liệt sĩ. Các anh hùng liệt sĩ đáng kính, hôm nay chúng em là những đội viên sau nghi đồng của liên đội điều khiển Hậu Phan Bội Châu, thị xã Bình Minh. Đến đây, xin được cất cao giọng hát và lớp cao với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của cố nhạc sĩ Văn Cao. Sau đó là khúc thi tưởng nhớ đến các anh. Oh yeah.